nhẹ nhàng dùng tăng trọt. Chú có số tương ứng 4 con trên rò ngang may mắn chúc thưởng. Chạy 3 giò cũng cả 100 đi chuối 1 giờ bước lên sân khấu nhận thưởng quý vị nha. Một bà bê đê cho anh nào đẹp trai chúc thưởng đầu tiên. Chịu cái gì? Cho anh chào pháo tay đúng vậy. Yeah, và nghe bây giờ một cái đầu tiên của Radio Tân Thời tinh cùng với Nico xin phép. Tôi kêu con cờ cha có mấy gì ra mấy gì ra su gì đây su gì đây mấy gì ra kia thì kỹ mà con ơi mở hàng là hàng hay hay gì ra hay gì đây hay gì đây hay gì đây thuốc độ mùa xa chiều ban chung về cùng làm chuyện vui vui mèo đừng đi đôi bóng hẹn của Thuy đang mất đời người đi lần vui gặp nhau nếu duyên không thành thì thôi là cắt tóc cạo đầu trong đất chốn trời thiệt một 24 24 gạch gạch cho bà con ơi 24 24 24 24 24 mấy gì đây mấy gì ra mấy gì đây mấy gì ra có mấy gì đây bốn gì ra có bốn gì đây bốn gì ra cùng mắt bóng mắt trên sân trường sân ca hai đứa hai đời xa thầm mà đường đã trơn mùa này đẹp lắm á trường sơn tóc nhớ trường mặt sơn tay 47 đây 47 47 47 cái đó 47 47 số gì này mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra đời ta mưa giông gió mưa nó đeo gió mèo bầy nâu và hắn qua không đến mẹ về hay quá, chúc mừng anh trai mình có kinh nha. Rồi, dạ.
Tiếp theo 47 có nhất chương trị, 28 nhị thiên đường, 15 tam tông miếu, số 4 lụm gạo. Rồi chúc mừng chị Bèo luôn. Ngay bây giờ tới phần tác phẩm giường là trên MC đó. Và chúng ta chỉ có duy nhất một vị khách nam, một vị khách nữ. Xin hỏi là vị khách nam này có trúng không ạ? Dạ có ạ. Anh đây là hai vị khách đã có một cái phần là giờ lô tô trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay với sự góp mặt của các diễn viên đến từ đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời. Và một lần nữa xin được quý vị sẽ cùng dành tặng một tràng các bạn đến đây cùng chúc mừng. Xin mời phần quà từng viên công ban tổ chức ạ. Và đại diện cho công ty Edico sẽ gửi đến cho hai vị khách hàng may mắn ngày hôm nay.